Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của Vinet. Hôm nay bên mình xin giới thiệu tai nghe kiểm âm ESK-HB960B phù hợp cho thu âm, karaoke, livestream hoặc bạn nào có đam mê tai nghe kiểm âm cũng có thể dinh một em này về thưởng thức âm nhạc, chơi game hay là xem phim cũng rất là ok. Vỏ hộp của em sản phẩm ESK-HB960B có tem chính hãng của nhà sản xuất ESK. Có một vài thông tin của nhà sản xuất của sản phẩm như trở kháng là 32 ohm, tỷ lệ khử tiếng ồn lên đến 110 decibel, giải tần từ 20 Hz đến 20 kHz, dây cáp của tai nghe dài khoảng 3 m, âm thanh hi-fi stereo. Bây giờ mình sẽ mở vỏ hộp để chiêm ngưỡng em ESK-960HP này. Đây là toàn bộ linh kiện bên trong của em ESK-HB960P, gồm có một tờ giấy giới thiệu về sản phẩm. Bên trong có một thêm một vài tờ giấy như là tờ giấy bảo hành của nhà sản xuất, tem chính hãng. Bên mình sẽ bảo hành 3 tháng từ khi bán ra. Còn đây là nhân vật chính của sản phẩm, các bạn cũng có thể dùng giấy đi kèm này để làm giá đỡ cho sản phẩm. Tai nghe chỉ có một màu đen, thiết kế rất là đẹp và bắt mắt. Vỏ bên ngoài được làm bằng chất liệu nhựa ABS, rất là cứng cáp và chắc chắn. Đệm tai mềm mại, thoáng khí, tạo cảm giác rất là thoải mái khi sử dụng trong một thời gian dài và giúp khử tiếng ồn rất là tốt. Đệm bên chân cũng có mút để ôm sát vào đầu, tạo cảm giác thoải mái hơn. Thiết kế tai gập gọn vào, có thể mang đi mang lại rất là tiện lợi. Xoay tai nghe để nó ôm gọn tai bạn hơn. Hai bên tai nghe có thể kéo dài hoặc ngắn lại để phù hợp với kích thước đầu của mỗi người. Chân thân tai nghe cũng như chân tai nghe có chữ N là bên trái, R là bên phải. Dây dài gần 3 mét rất tiện để cắm khi thu âm, karaoke, livestream hoặc cắm máy tính từ xa hơn so với chỗ ngồi của bạn. Jack 3.5 nên nó rất là thích hợp với các thiết bị nghe nhạc như điện thoại, laptop, máy tính bảng, máy nghe nhạc. Và chân jack to đi kèm để kết nối với thu âm, karaoke. Bên mình đã test tai nghe HP960P về độ khử nhiễu khi thu âm, karaoke, livestream cũng như nghe các loại nhạc trên thị trường, xem phim, chơi game rất là ok. Với phân khúc giá chưa đến 300k, tai nghe kiểm âm HP960P là một lựa chọn rất là phù hợp. Các bạn đang quan tâm đến sản phẩm, mình sẽ đặt link ở dưới phần mô tả. Đừng quên ấn like, share, đăng ký kênh bên mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tới.